Thưa quý vị, để tỏ lòng hậu thế kính ân, ngưỡng vọng công hạnh của Hòa Thượng Thích Nhiễu Lạc, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã kính thỉnh tôn danh kiến lập Đại giới đàn Nhiễu Lạc Phật lịch 2567, dương lịch 2023. Đại giới đàn sẽ chính thức diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 5 năm 2023. Sau đây, mời quý vị cùng xem qua một số hình ảnh giới thiệu về Đại giới đàn Nhiễu Lạc. Tiếp dẫn hậu lai hoàn truyền chánh pháp, báo Phật ân đức nhằm duy trì và lưu truyền mạng mạch Như Lai, khiến cho giáo pháp trường tồn, tiếp nối mở bài con đường giác ngộ giải thoát lợi lạc quần sanh, giúp cho người có duyên với Phật lãnh thọ giới pháp, tiến tu giới định tuệ, thành tựu thiện pháp, đáp ứng nguyện vọng khát khao cần cầu giáo pháp của giới tử, thực hiện chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 10, niên khóa 2022-2027 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, được sự cho phép của Hội đồng trị sự, Ban tăng sự Trung ương và quyết cơ quan chính quyền tỉnh, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Long An long trọng tổ chức Đại giới đàn với tôn hiệu Liễu Lạc. Tiền nhân và noi theo tấm gương sáng ngời của quý ngài để tu học, Đại giới đàn nhất tâm cung thỉnh Hội đồng Thập sư Đàn Tỳ Kheo, Hòa thượng Đàn Đầu, Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ Minh Đạo thành phố Hồ Chí Minh, Yết Ma A Xà Lê, Hòa thượng Thích Minh Thông, chùa Huệ Nghiêm thành phố Hồ Chí Minh, Giáo thọ A Xà Lê, Hòa thượng Thích Dư Niệm, chùa Pháp Hoa thành phố Hồ Chí Minh, Thập sư Đàn Tỳ Kheo Ni, Hòa thượng Đàn Đầu, Ni trưởng Thích Nữ Như Ngọc, chùa Phú Thọ, tỉnh Bến Tre, Yết Ma A Xà Lê, Ni trưởng Thích Nữ Như Bửu, chùa Kiều Đàm, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Giáo thọ A Xà Lê, Ni trưởng Thích Nữ Hải Thành, chùa Vạn Hạnh, thành phố Thủ Đức. Đại giới đàn diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 5 năm 2023, nhằm từ ngày 3 đến ngày 6 năm Quý Mão, với trường tăng đặt tại chùa Pháp Minh, ấp Dòng Lớn, xã Mỹ Hành Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, với trường ni đặt tại chùa Long Thành, ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đại giới đàn Liễu Lạc sẽ chính thức khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2023, nhằm ngày 4 tháng 4 năm Quý Mão, tại chùa Pháp Minh, ấp Dòng Lớn, xã Mỹ Hành Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, sẽ truyền hình trực tiếp sự kiện trọng đại này và tiếp sóng trực tiếp trên kênh YouTube Phật giáo Long An và Facebook Phật giáo Long An. Xin trân trọng kính mời quý vị đón xem. Đại giới đàn thật sự là nơi tuyển Phật trường, trang nghiêm thanh tịnh, từ nội dung cho đến hình thức, cử hành theo đúng quy củ thiền môn, khiến cho mọi giới tử đều đắc giới thể châu diên, giới tướng trang nghiêm, để góp phần cho sự kế thừa và tiếp nối dòng sinh mệnh của Đạo Pháp, cũng như sự hưng thịnh của dân tộc trong hiện tại và tương lai.